Xin chào cả nhà. Hiện tại thì Trâm đang đi về quê. Đường có gì nữa? Mở luôn, mở xem rút luôn. Ở đằng sau là cô của công chúa của gia đình. Không phải. Cô Trinh Trinh. Còn chồng nên là giữ nhiệm vụ lái xe. Quê con hôm nay là sẽ về quê ngoại, quê của mẹ là ở Tánh Linh, Bình Thuận. Không biết là mọi người đang theo dõi có ai ở Tánh Linh Bình Thuận giơ tay comment hoặc là thả tim thả like gì nha. Mọi người nhớ follow kênh Võ Hạ Chính Official nha. Tự nhiên tôi đang quay kênh tôi với giới thiệu kênh cô. Phải câu kéo chứ. Không kéo câu. Mệt mỏi để nhả thằng gơm mà nói chuyện cho nó trân trọng nè. Mình thấy bạn đi chơi Tết nhớ đừng quên khẩu trang nha. Con em tụi nó sợ corona lắm mọi người ơi. Nó sợ lắm, nó ngồi nó ăn nó cũng đeo. Nó đeo khẩu trang suốt thời vậy đó. Trong khi là sắp tới đi Thái Lan rồi, đi ngủ chắc đi ngủ cũng mang khẩu trang đó hả Năm? Chỉ có chụp hình thì gửi ra. Chỉ có chụp hình thì gửi ra. Xong khoét cái lỗ á, cái miệng ngay cái khẩu trang á để ăn khỏi phải gỡ. Corona nó chưa vậy. Hiện tại thì mình đi mình tới Long Khánh rồi. Hết Long Khánh thì sẽ tới địa phận của Bình Thuận. Dự tính là sẽ khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ sẽ về tới nhà, khoảng gần 2 tiếng nữa. Bởi vì mùng 2 năm nào như thường lệ, như một cái thông lệ của gia đình là mùng 2 Tết là bắt đầu về quê, bởi vì là mùng 3 Tết là ngày giỗ của ông ngoại. Cho nên là mùng 2 là mọi người sẽ về quê. Sau đó là ăn đám giỗ buổi sáng, buổi tối thì Trâm sẽ vào lại Sài Gòn. Tại vì mùng 4 là Trâm hát ở Tây Ninh. Và mùng 5 là sẽ khởi hành đi du lịch đi Thái Lan. Nhưng mà chồng đang rất là lo sợ cho cái dịch corona. Nhưng mà đi anh không sao đâu. Không sao. Cứ đi không sao đâu. Bây giờ không có không sao. Bây giờ không có không sao. Nên có sao. Thì tất nhiên có không sao, không có không sao rồi có thì có sao thì đúng rồi. Nhưng mà don't have. Nhưng mà không sao đâu, mình khỏe mà. Bà cũng quay vlog luôn. Đây tôi quay cho thấy gương mặt thật của Vicat và chị Trâm. Đó. Bây giờ con chị quay phận chị, nghe quay phận em chị nói. Mình đang đi gần đến. Ở đây là giới hạn 50 á anh. 50 cây số anh, 50 km. Sướng chưa? Cái này nó có cái diễn trời hay vậy thôi. Cái này là cái sân rút. Cái sân rút. Hả? Xe này có cái sân rút cũng vui. Sân rút rút đẹp ha anh. Yes. Lúc nay sao? Yes. Bây giờ là đến cái phải đi chơi. Vì cá là nói tiếng Việt khá rồi, nói chuyện với mẹ Trâm là bây giờ nói tiếng Việt rồi. Nên là nói nhiều. Nói nhiều mà mẹ hiểu luôn mới ghê chứ. Nói nhiều. Nhưng mà nuôi ta không hiểu. Nói gì nhưng mà người ta không hiểu. Anh nói cái tiếng bẹt bẹt ra là ai là người ta hiểu. Khi mà người ta không hiểu là anh cứ là người ta hiểu à. Đúng không? Kỳ lắm, nói bình thường ví dụ như là Đang làm gì đó là không ai hiểu, nhưng mà đang làm gì đó là người ta hiểu. Kiểu vậy. Giống như là phải bẹt lét cái họng ra rồi mới hiểu. Siêu nhiều cái cảnh và nhà gì chính là siêu nhiều trái cây ăn quả. Xíu nữa thì Trinh sẽ quay cho các bạn xem cái này. Thôi là bây giờ Trinh đi ngủ đi, tôi đi mọi người. Ủa sao quay gì lẹ vậy? Thì mình quay mà lẹ đi chứ. Mình chỉ quay vậy để mình clip vô thôi. Sợ nhất là mấy mùng Tết mà thấy xe cứu thương. Sợ lắm luôn. Đường về quê thì sẽ thấy không khí nó khác. Ở quê Trâm thì nhà dì nhà cậu trồng rất là nhiều cây, đặc biệt là cậu rất là thích hoa. Dì Trâm cũng vậy, rất là thích hoa thích cây.
cho nên là dưới quê cũng đất cũng rộng á, cho nên là trồng những cái cây ăn trái hay là những cái loại rau hoặc là những loại hoa mà rất là đẹp. Khi về tới đó thì Trâm sẽ quay cho mọi người thấy, thích lắm. Và cái không khí ở dưới quê đó, đó mình ngủ vậy nó cảm thấy rất là sảng khoái, tại vì nó trong lành, nó không có bị khói bụi, và ngủ dậy nó tươi mới, nó fresh dễ sợ lắm, thích lắm. Chị Tư ơi, mai quay một bài cover ở nhà Nhi Chính nha. Cover gì? Bài cover gì đó về miền Tây. À, lộ phải miền Tây. Trời miền ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đi miền Đông mà cái miền Tây. Ở miền Đông mình có bài gì chưa? Tờ Tình Đất Rõ miền Đông. Tình Đất Đỏ miền Đông là cái giai điệu nó quên rồi. Bài đó cũng hay lắm á. Dàm cỏ đông, phơi hơi dòng sông nước thanh lên. Ta đang hát đúng cái nhảy vô cái quên luôn. Tình Đất Đỏ miền Đông nhiều bài mà. Nói chung là Việt Nam mình thì rất là phong phú về tác phẩm. Dùng miền nào cũng có, địa danh nào cũng có. Nhưng mà miền Tây hát nhiều bài hơn. Miền Tây sông nước, cái chất liệu của nó nhiều. Nhiều thứ để viết. Giống như là những cái bài hát, mọi người có để ý không? Là những cái bài hát về Hà Nội. Rất nhiều bài hay. Bởi vì là ở Hà Nội có nhiều cái cảnh đẹp và mọi thứ nó lãng mạn lắm, những cái khung cảnh ở đó nó rất là lãng mạn, những cái bờ hồ, những cái con đường, những cái mùa hoa sữa, rồi những cái tháng trong năm có những cái loại hoa khác nhau, nó rất là đặc trưng, và cái không khí nó cũng có bốn mùa nữa, cũng đa dạng á, cho nên là người nghệ sĩ họ rất có nhiều cái chất liệu để sáng tác, họ có nhiều cái cảm xúc để sáng tác, và thường là những cái sáng tác về Hà Nội là những sáng tác rất là lãng mạn, rất là nhẹ nhàng, trừ những cái sáng tác mà những cái năm còn chiến tranh thì cần phải hành khúc để gọi là đốc thúc mọi người để vào cuộc chiến giúp bảo vệ quê hương đất nước. Nhưng mà khi mà thời bình rồi thì mọi người sẽ thấy là cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, lãng đãng. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có những bài hát, và bài mà đặc trưng nhất là Hồ Chí Minh. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, hoặc là mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, thì mọi người cũng thấy cái giai điệu đó là tươi vui. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh mình là cái nhịp sống rất là nhộn nhịp, rất là nhanh, rất là nhộn nhịp, và mọi thứ nó không có khung cảnh lãng mạn như ở Hà Nội, mà mọi thứ nó là giải trí, là vui chơi, cho nên là những cái giai điệu nó cũng như vậy, nó không có những cái chất liệu lãng mạn để mọi người có thể viết lên những cái ca khúc như là ở Hà Nội. Nhưng mà đặc trưng từng vùng miền thì sẽ có những cái âm hưởng, những cái giai điệu, những cái gọi là cái hình ảnh trong âm nhạc khác nhau. Như miền Tây sông nước thì mọi người cũng thấy giai điệu nó cũng rất là vui, nó có những câu ai gọi đây? Hey, nghe điện thoại. Alo. Alo. Trời dễ thương vậy, gọi xong tin 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 là sao? Nhá mãi. Có hậu ghê. Thôi miền Tây sông nước thì miền Tây thì người ta thích ca cổ, cho nên thường thường là sẽ có lòng những câu ca cổ, đàn ca tài tử. Rồi ai gọi tiếp nè. Cái nào mình sẽ quay. Alo. Dạ rồi, ok, để con lưu cô. Dạ. Sẽ qua cho bạn thấy con đường về quê của mình. Khi nào cô gặp gỡ, cô gặp gọi con. Thật là gặp rồi. Ở ngoài quê. Dạ rồi, ok, cảm ơn cô Ngọc. Khi sẽ trong lành hơn. Dạ. Cây. Dạ thương. Xong rồi nhà nào. Cơm. Ôi dạ trời. Trồng bó cây ở trước. Cho nên là khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái âm nhạc á, mình đi sâu vào cái vấn đề mà nghiên cứu á, thì mình sẽ thấy nó rất là hay. Mình sẽ phân biệt được ở những cái vùng miền này tại sao những cái giai điệu nó phải đi như vậy, tại sao cái ca từ người ta phải sử dụng như vậy. Cho nên là Trâm rất là thích. Ngày xưa học ở nhạc viện là có cái bộ môn là phân tích tác phẩm á. Mình không có
không có thấy được. Thôi xíu nữa mình sẽ nói chị các bạn. Đi vô xe người ta mà quay vlog của mình trong khi người ta cũng đang quay vlog, rồi xong mà chết móc. Thôi chị chăm nói hoài, chị chăm quay hoài. Mình thiệt là chị mà phải nhường nhịn em. Nhưng mà đôi khi á nó cũng xì chết lắm mọi người biết không? Chắc không bao giờ nhường nhịn cho em Út cả. Ờ, chắc không nhường. Bây giờ mỗi đứa sẽ đeo tai nghe vô và nói. Thôi, để tới nơi quay tiếp. Thôi, quay đi. Nói đi, chỉ cho anh nói nữa nè. Rồi cái hồi nhỏ là mình có cái gì á chị Tư? Có cái gì mà treo lấy cái bông gì làm thành lồng đèn á? Bông gì ta? Cái bông màu bự mà màu đỏ đúng không? Bông cục hả? Phải không? Cái nở đó, hồi đó nhà chị Chính trồng đầy luôn á. Nói chung là hồi nhỏ có nhiều cái chơi lắm. Hồi nhỏ mình hay chơi mấy cái trò chơi chơi là bịt mắt bắt dê ha. Ừ, có đâu. 5-10 rồi còn nó lên mây rồi cá sấu lên bờ. Bây giờ mấy trò chơi đó mấy đứa nít giờ nó không biết mấy trò chơi đó. Có cò không thấy tụi nó chơi. Chơi cò chị ăn quan ngày xưa là quá trời luôn, giờ không thấy. Ăn quan là em không có chơi. Để bắt đầu thấy đồng ruộng này nè, thấy quay đồng ruộng đây. Hiểu. Đây là đường về quê. Đằng trước là xe mẹ. Cái này là đi đường tắt. Để cho đây đang ở mình tới Xuân Lộc Đồng Nai rồi. Ở ngoài quê là người ta trồng cái gì, trồng cái mai là ở ngoài đường luôn, không có chậu. Ở ngoài quê người ta trồng mai, người ta có vườn mà, người ta là có trồng mai trên đất người ta, cái mai có cái nhà nó mai đẹp giả mang. Đi cái này cái đường này dễ thương nè. Cái bụi rào cây dễ thương nè, hết dễ thương nè. Buổi sáng thì thấy vậy không, tối đi sợ. À, buổi tối đi là thấy gì đâu. Không sợ mới lạ. Biết có điện không? À có điện đường rồi. À, một giấy dây cáp nè. Dây cáp ơi. Ơi. Về quê vui không? Chưa. Dây cáp nhìn đường đi, dây cáp đừng nhìn em. Em hỏi dây cáp trả lời thôi. Vì cách lái xe đường Việt Nam thích không? Thích hơn Ấn Độ à? Thích Việt Nam, thích Ấn Độ. Thích Việt Nam. Anh brother đó ý khen Vikash lái xe giỏi. Ý nói Vikash lái xe giỏi. Oh, thank you. Tại vì ý cũng lái xe giỏi. Ok, ý lái xe lâu rồi nhưng mà tại vì em nói là Vikash lái bên Ấn Độ ok. Cho nên là qua Việt Nam ok. Nói ý lái xe Ấn Độ. Ý will cry, ý sẽ khóc đó. Em lái xe cũng giỏi nè nhưng mà em không muốn lái xe Ấn Độ. Ấn Độ chạy ghê quá anh ơi. Anh không thấp. Anh quen anh chạy ok chứ. Như foreigner qua sợ lắm. Đúng không anh? Người Ấn Độ không có rule. Có rule nhưng mà không follow. Ừ. người Ấn Độ là không có bao giờ follow. Bây giờ follow rồi hả? Nhưng hoàn toàn như tiền này. New government strong hả? Very strong. Cái chính phủ hiện tại thì rất là chặt chẽ, rất là mạnh, cho nên là bây giờ người dân đã bắt đầu tuân thủ luật lệ rồi, chứ thường là Ấn Độ trước giờ là không có tuân thủ. Là bây giờ là cũng bên Ấn Độ bắt đầu cũng stop alcohol driving rồi đúng không? No alcohol driving. Bên Ấn Độ giờ cũng là áp dụng cái luật là uống rượu bia là không được phép lái xe. Và có một lần Vikash có kể là có một ông đi uống rượu lái xe xong rồi bị police stop lại. Xong rồi police phát hiện ra là ở trong xe của ổng là rất là nhiều túi ni lông plastic bag. Yeah. Phạt thêm. Tại vì bên Ấn Độ đã ban hành cái luật là không sử dụng túi ni lông hay là đồ nhựa rồi. Họ đã ban cái lệnh cấm đó và cũng như là lệnh cấm hút thuốc điện tử. Electric smoke hả? Electronic hả? Yeah. Electronic smoke. Wiping. Người ta cũng bên Ấn Độ họ cũng đã cấm, chính phủ cũng đã cấm cái hút thuốc điện tử của mình á. Cho nên là bây giờ là bên đó là Trâm nghĩ là rất là tốt luôn. Bởi vì đó là một đất nước lớn mà mọi người bắt đầu tuân thủ và không sử dụng những cái bao bị nhựa hay là rác thải bằng bao ni lông này nọ kia để góp phần bảo vệ môi trường.
không biết chừng nào Việt Nam mình mới có thể là áp dụng 100% để mọi người có thể góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng các vật liệu mà có thể tiêu hủy được. Nhưng mà anh thấy là Ấn Độ bây giờ là strict đúng không anh? Là nghiêm khắc đúng không? Yeah, very strict. Rất strict. Rất là strict. Before không strict à? Ở Việt Nam cũng strict á. Yeah. Very strict. Việt Nam hay là Trung Quốc á, ảnh đi Trung Quốc nhiều á, ảnh nói là bên Trung Quốc họ cũng tuân thủ luật lệ rất là chặt chẽ luôn. Coi như là đã uống rượu uống bia là chồng uống rượu là vợ lái, họ không được phép lái xe luôn, và họ rất là sợ có cảnh sát, họ rất là sợ bị phạt. Bởi vì phạt rất nặng, ở bên Trung Quốc họ phạt rất nặng. Đó, ở bên Ấn Độ bây giờ cũng vậy, cũng phạt rất là nặng. Bên Việt Nam mình phải phạt nặng thì mọi người mới không có uống rượu bia rồi lái xe rồi gây tai nạn nữa. Cái đường này nó khá là nhỏ nha. Wow. Ghê lê. Ôi. Ghê lê. Và chúng tôi đã đến nơi sinh ra và lớn lên của mẹ. Now we find the parking. Here you can park here. You can park anywhere. We can park anywhere, but firstly we need to drop now drop any stuff in your car also. Bây giờ bỏ đồ xuống. We don't have much. Hot girl. Con bao nhiêu tuổi? Để con giới thiệu đi, con tên gì, con bao nhiêu tuổi? Dạ. Con tên Ngân, con 13 tuổi. Con 13 tuổi, bây giờ là con cao 1m bao nhiêu rồi? Dạ 1m6. Đây là con gái của đây. Ta nói con bé nó thật may mắn khi nó không giống cha nó. Đây là Phước. Đây là nhà cậu của Trâm. Rất là rộng và rất là nhiều cây. Còn đây là chú bộ đội. Trời ơi, mình là già đâu phải. Chú bộ đội rất là sexy. Đây là gọi là gì? Là best seller của Peugeot hả? À? À, xin chào cậu Út, à, đây là cậu của Trâm. Hot boy, hot boy Tánh Linh. Anh ấy gì hả? Dạ, gì hả? Đang đậu xe. Đang đậu xe. Đi 2 chiếc về đó lại đâu? Đi 2 chiếc. Đây là cây mai nè, nhà chồng. Đó, buổi sáng thì sẽ đẹp hơn. Mấy cây mai bên này nè. Ủa mẹ, cắt đồ cho mẹ. Quay qua bên này nè. Buổi sáng quay đẹp hơn. Buổi sáng quay đẹp hơn. Giờ mình vô nhà. Đây là phòng khách. Chị Tư lấy đồ chưa? Chị Tư đồ để xe lắm nữa giờ khách sạn. Đi hết trơn cũng để thôi. Anh là giấy cho mấy con đi lên đây nha. Ủa mới có cái giường này hả ta? Lâu rồi đó. Sao tôi không biết vậy? Ủa sao nhìn nó hoành tráng vậy cô? Trời ơi cái tủ này cũng đẹp quá nè, mới tạo cái tủ với cái giường. Trời ơi, vô. Ủa, bộ giống này là tủ với mẹ nè. Cái này bây giờ người ta mua là bán nhiêu cô? Không bán. Không bán. Vô giá. Đồ vô giá nghe bà con. Mấy tỷ. Nói chung là nhà cũ của em không có gì mà điều kiện. Cho nên là mọi người cũng thấy là gỗ không à. Đây là hot girl gái. Tôi chẳng căng chẳng. Mẹ của bà đâu? Đây là gì của cha? Trời, cái là con của anh. Mẹ đi khách nhà. Hàng khủng, hàng khủng. Anh remove the shoes đi, leave it there baby. Nè, everybody don't wear the shoes in the house. Why you wear? Do you see anyone take off their shoes? Anh cứ để một góc đi, không ai lấy đâu. Khổ ghê. Nhà rất là rộng luôn, cho nên là cô bé áo đỏ này nè, tên là Trà My, mỗi buổi sáng lau nhà xong tuột đường phải uống mấy đường như để lau tiếp cái nhà còn lại.
đây là ông ngoại cho ông với bà ngoại cho ông. Ngày mai sẽ là đám đổ. Chúng ta có chồng thủy tiên cũng đau bông đi chị. Cái nào? Đây là mợ của chăm nha. Đốc. Nhân 10. Ơ ơ, nhân nhân chăm hả? Nhân nhỏ nhân chăm. Ú. Đâu đâu, chị nói nhân dài của chị đó còn. Không lấy nhân dài, nhân nhỏ với nhân chăm, con lấy nhân dài á. Đừng có đốc chăm nhiều, đúng không? Không được đốc đóng nghiêng, không có đây. Thẳng luôn, thẳng cây nhang lên. Cống nhang là con rể về cống nhang chịu nổi không? Rể về cống nhang là con được y dính tay ẩm phẩm tay à. Đó đúng là cấm thẳng. Đúng không? Đúng. Cái này sẵn. Cấm thẳng lại, thẳng. Ok. Hiểu chưa? Quẹt ở đâu vậy? Có chỗ nãy con để đó. Quẹt đâu vậy? Được không vậy? Ủa cái gió ở đâu vậy? Khó không? Được không? Sao anh cấm gì khó khăn quá vậy? Trời ơi cầm bể đờn nha. Đây chân dung bị đại gia, đại gia đánh linh nha mọi người. Đây là đây là mẹ Trâm với cậu Trâm là một mặt luôn, sinh đôi. Tẩu ra đánh linh. À đây nè. Đây là hot hot boy của Brazil nè đã. Các bạn thấy không? Cơ sáu múi nha, nhưng mà dùng cục rồi. Đây là hot boy Ấn Độ nè. Hot boy Ấn Độ, ngồi đi ăn, ngồi đi. Ok, ngồi đi nói đấy, có đưa mà. Anh đây là ai? Đây là ai? Đây là ai? Anh. Đây là gì? Đây là gì? Anh nói đi. Cậu Út. Cậu. Sao đúng không? Cậu. Ok, phải đúng rồi. Cậu. Cậu Út. Bà mới, bà mới. 10. Cái như mới, mới là mới, mới là gì new, là gì mới. Đây gì 10 của Trâm. Cha, cậu Út ơi. Cậu bà mới luôn hả? Cha, ngày hôm nay lên hương luôn ta. Bây giờ mình sẽ đi vô ngoại nhà cậu Út một vòng. Nó như nhà cậu Út mà có hình của tôi chồng. Hot girl, hot girl Manda. Đây, mọi người chuẩn bị đồ ăn tối. Phước ơi, dạo này em ăn được ngủ được lắm không Phước? Đây con chó mà tết. Dạo này lâu như Phước ăn được ngủ được nè. Đây là bên Hiên. Bên kia là nhà dì Chính, lát nữa sẽ qua nhà dì Chính chơi. Nhà dì Chính Trâm cũng rất là rộng, nói chung ở dưới đây là quê cho nên là nhà rộng lắm. Đi nè, vô, nó mà gãy con xe cho nó khóc chết luôn á. Vô về lên. Don't hit anything hả? Đừng có đốt. Ê, ghê ghê, anh quay cho em đi. Yo. Hay quá hả, cái đó chơi hay vậy. Em muốn chơi nữa, cho em chơi á. Action. Đây cũng được. One, two.
turn. No, no, turn while standing. Oh, I don't know. I'm worried I'm going to miss someone. Le. Turn. Turn không được. Anh turn sao vậy? Turn không được. Quẹo không được. No.